trong thời gian thai nghén, Phương Oanh bóc trần loạt điểm xấu của Sáp Bình trên sóng livestream. Sau lễ ăn hỏi vào tháng 6 năm 2023, Phương Oanh tạm gác lại công việc để dành thời gian vuông vén tổ ấm với Sáp Bình. Cho đến tháng 10 năm 2023, Phương Oanh vui mừng thông báo đang mang song thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Diễn biến sự việc như thế nào mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé! Tranh thủ thời gian đang nghỉ ngơi khi đi dạo tại Nhật Bản, Phương Oanh đã có buổi trò chuyện với người hâm mộ trên sóng livestream. Tại đây, mẹ bầu đã có những chia sẻ về thay đổi và những kỷ niệm thú vị trong thời gian bầu bí. Chia sẻ về lý do livestream, Phương Oanh cho biết, đưa em đi công viên hít thở không khí trong lành nhưng mà ổng, tức chị Sáp Bình, lại cắm mặt vào công việc. Thế nên giờ mình phải ngồi đây livestream để chém gió với mọi người. Có thể thấy vì tính chất công việc bận rộn thế nên dù đang đi du lịch, Sáp Bình vẫn phải làm việc từ xa. Dù có phần hơi hờn dỗi chồng, thế nhưng Phương Oanh vẫn vui vẻ trò chuyện để chờ Sáp Bình giải quyết công việc. Cuối đoạn livestream, mẹ bầu còn nhắc đến vật bất ly thân của chồng khi chia sẻ. Ông ấy bảo đeo kính vào trong ông ấy đẹp trai. Mình đã bảo kính này mua chỉ để đi đánh golf thôi. Thể thao nhưng mà kính đẹp nên lúc nào bận đồ nào cũng đeo. Trong lần trò chuyện cùng người hâm mộ, Phương Oanh cho biết bản thân mang thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Thời gian 3 tháng đầu thai kỳ, nữ diễn viên bị nghén nặng, chỉ ăn được rau củ và hoa quả. Cho đến tháng thứ 4 của thai kỳ, sức khỏe của mẹ bỉm mới dần ổn định. Hiện tại Phương Oanh đã tăng được 4kg, chạm mốc 60kg sau 4 tháng mang bầu. Còn bạn mà thấy sao về sự việc này, chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.